Kính thưa quý vị, cách đây ít phút tại cuộc họp thường trực chính phủ, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các ý kiến thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chấp thuận với phương án mà Bộ đưa ra, đó là tháng 8 tới đây sẽ tổ chức kỳ thi chung, được gọi là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, với mục đích lấy kết quả để xét tốt nghiệp. Việc tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ do các trường hoàn toàn tự chủ, tự đưa ra hình thức tuyển sinh, phương thức và thời điểm tuyển sinh. Có thể nói đây là một sự thay đổi rất là lớn, vì từ đầu năm đến giờ, giáo viên rồi học sinh sẵn sàng tâm lý là đầu tư ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với suy nghĩ sẽ dùng chính điểm thi này để có thể xét tuyển vào đại học cao đẳng. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của một số em học sinh cũng như là giáo viên về những thay đổi sắp tới. Rất là lo lắng bởi vì từ ban đầu tụi em đã ôn thi theo những kế hoạch của những năm trước, thì cái việc mà tách biệt này sẽ gây ra cho em một cái tâm lý rằng là vậy bây giờ em phải ôn thi đại học như thế nào, phải ôn tập trung những nội dung nào và đề thi của do các trường đại học ra sẽ theo hình thức nào. Em nghĩ là sẽ có một tí bất lợi là cái sự lựa chọn trường không có được nhiều, cho nên là sẽ căm ra lo lắng là không biết là mình đặt nguyện vọng như có phù hợp chưa, nhưng mà em nghĩ là nó cũng sẽ có một cái lợi thế khác là sẽ đặt vào một cái quyết tâm nhiều hơn cho cái mục tiêu lớn nhất của mình, không có bị phân tâm và ỷ lại do mình có nhiều lựa chọn hơn. Khi mà bộ làm như vậy đó thì là chúng ta thấy là các trường đại học sẽ tự tổ chức. Mà khi tự tổ chức như vậy á, là các trường đó có bảo đảm cái công tác ra đề hay không? Và lúc đó thầy giữ thầy vai trò là phải suy nghĩ là tìm mọi cách là cái đề thi của các trường này là cái cấu trúc ra đề như thế nào. Cho nên tôi cũng hơi lo băn khoăn là vấn đề này. Cho nên là có thể là chúng ta tìm một cái cách nào đó là chúng ta cũng ban ra đề của bộ hàng năm ra đề đó, có thể là cố vấn cho các trường đại học ra đề thì hay hơn, để các trường tự tổ chức ra đề nhiều quá lúc đó là gây hoang mang giữa thầy và trò trong kỳ thi sắp tới. Càng tự chủ thì có thể xuất hiện càng nhiều cái phương thức xét tuyển. Nhưng mà càng nhiều phương thức xét tuyển, nếu trường đại học mà không dựa trên một cái nền tảng đó là chất lượng, đảm bảo chất lượng, đảm bảo được cái hình ảnh, cái thương hiệu của trường đại học mình, mà thậm chí là hạ chất lượng xuống hoặc là xé rào làm ảnh hưởng đến cái chất lượng đầu vào, thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của ngôi trường đó. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 20 trường đại học chiếm khoảng hơn 10% đã có phương án thi riêng. Đây là những trường ở top đầu, chủ yếu là thuộc khối công an, rồi quân đội hay y dược. Ngoài ra còn có 28% các trường sử dụng học bạ để xét tốt nghiệp, chủ yếu là các trường top thấp. Như vậy là còn khoảng hơn 60% số trường còn lại sẽ có 5 tháng để chuẩn bị xây dựng kế hoạch tự chủ tuyển sinh của mình. Một số chuyên gia dự báo là sẽ diễn ra xu hướng tuyển sinh theo nhóm trường, tức là các trường đại học sẽ liên kết với nhau hoặc là sử dụng chung kết quả của một trường lớn để làm căn cứ xét tuyển vào trường mình. Tính đến thời điểm này, trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị đầu tiên đưa ra phương án tuyển sinh riêng. Kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Bách khoa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 7. Đối với khối kỹ thuật, kinh tế, các em thi toán, đọc hiểu và bài tổ hợp khoa học tự nhiên gồm 3 môn lý, hóa, sinh. Đối với ngành ngôn ngữ Anh, kem thi toán, đọc hiểu và tiếng Anh, thí sinh trúng tuyển kỳ thi này chỉ cần đỗ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là đủ điều kiện theo học. Cơ hội nó là ngang bằng với tất cả các em học sinh, miễn rằng các em đó thứ nhất là học tập chăm chỉ để có kiến thức, hai là phát huy được tốt nhất các cái năng lực và cái phẩm chất vốn có của mình trong cái việc tự rèn luyện để lĩnh hội và vận dụng các kiến thức của mình là có thể thi được trong cái kỳ thi tuyển sinh của trường Bách khoa Hà Nội. Dự kiến vào đầu tháng 5, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ đưa ra nội dung ôn tập. Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất và lực lượng cán bộ nhân viên đủ để tổ chức kỳ thi với 10.000 thí sinh tham gia. Toàn bộ thí sinh sẽ hoàn thành bài thi trong một buổi chiều, hạn chế tối đa thời gian các em cùng người thân phải lưu trú tại Hà Nội. Ở phía Nam, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang năm thứ 3. Dự kiến năm nay số thí sinh tham dự lên đến 50-60.000 em, gấp đôi năm ngoái. Không ít học sinh cho biết các em lựa chọn kỳ thi này để có thể chủ động ôn tập. Em thì cũng rất thích cái kỳ thi này, vì trong cái bối cảnh dịch này là kiểm tra năng lực của mình có đủ vô những trường đại học mà mình muốn hay không. Thì em những cái kỳ thi này có rất là bổ ích cho tụi em. Một điểm thuận lợi nữa cho các em đó là có khoảng 50 trường đại học sẽ sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để tuyển sinh. Chính vì thế, khi đã lựa chọn kỳ thi này, các em sẽ không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cách thức tổ chức hoặc kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Các trường trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì sử dụng từ 20 đến tối đa là 50% tùy theo nhóm ngành để tuyển sinh. Các trường ở ngoài hệ thống Đại học Quốc gia thì trước đây chỉ dùng cỡ khoảng là 10%, ngày nay tăng lên là có khả năng đến 25%, và một số những trường khác đã tăng dần cái lượng chỉ tiêu mà tuyển bằng cái kỳ thi đánh giá năng lực. Điểm chung trong các kỳ thi riêng hoặc trong các bài thi đánh giá năng lực là không đánh đố thí sinh bằng độ khó mà tập trung vào kỹ năng và sự sáng tạo trong giải quyết vấn đề. Chính vì vậy, các trường đều khẳng định các em không cần phải lo lắng về phần chương trình học đã bị ảnh hưởng trong thời gian nghỉ do dịch bệnh. Ngay trong ngày hôm nay, thì nhiều trường đại học đã họp khẩn để thảo luận phương án tuyển sinh mới trong bối cảnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được điều chỉnh lại mục tiêu. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cách đây ít phút đã họp và chốt phương án tuyển sinh của mình. Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2020 như sau. Xét tuyển thẳng đối với các đối tượng đáp ứng tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Xét tuyển hồ sơ thí sinh. Bài thi của Đại học Quốc gia kiểm tra các năng lực cơ bản của thí sinh, bao gồm bài thi toán thì thi 90 phút, bài viết luận là 60 phút, bài tự chọn ngoại ngữ 60 phút, khoa học tự nhiên hoặc là khoa học xã hội 60 phút. Thời gian dự kiến tổ chức thi là vào ngày 25 tháng 7 năm 2020. Ngoại trừ bài thi viết thì các bài thi theo hình thức trắc nghiệm trên giấy theo thang điểm là 100. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. Đại học Quốc gia chỉ tổ chức thi trên địa bàn Hà Nội và phối hợp với các trường đại học trong công tác ra đề thi, chấm thi và xét tuyển đại học chính quy. Ở các trường top trên nhiều năm nay thì phương án lấy điểm thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh chỉ là một trong nhiều phương án, có thể là kết hợp với chứng chỉ quốc tế rồi xét học bạ vân vân. Nhưng mà như đã nói ở trên, số lượng các trường này chỉ là 10%, còn hơn 60% các trường từ trước đến nay chỉ dựa vào điểm thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển. Bây giờ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới chỉ để xét tốt nghiệp nên đề thi sẽ dễ hơn, không có sự phân hóa để có thể tuyển sinh đại học như trước đây nữa. Vậy họ sẽ phải tính đến câu chuyện tuyển sinh như thế nào? Sau đây sẽ là thông tin từ một số trường đại học. Thực sự thì chúng tôi cũng không có bất ngờ gì nhiều lắm đối với vấn đề này, bởi vì như tôi vừa chia sẻ thì rõ ràng các môn thi vẫn như là mọi năm có toán, văn, ngoại ngữ và hai tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Như vậy đối với từ góc độ là người thí sinh đi thi thì các em thấy rằng là những sự chuẩn bị của các em cả một năm qua nó cũng là phù hợp. Thế còn về phía nhà trường thì trường Đại học Hà Nội chúng tôi sử dụng các khối tổ hợp xét tuyển, đó là khối D và khối A1, thì chúng tôi thấy rằng là hoàn toàn có thể sử dụng kết quả tuyển xét tuyển, kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển, cho nên là chúng tôi thấy là cũng không có gì bất ngờ và chúng tôi có sự chuẩn bị sẵn sàng cho vấn đề này. Ngoài việc xét tuyển căn cứ theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì vẫn sử dụng các cái điều kiện để xét tuyển thẳng căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên 3 năm cấp 3, việc các em có hay không các cái chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế để thực hiện xét tuyển thẳng. Cái việc điều chỉnh của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia này nó làm cho các trường rất là lo lắng. Thì khi mà cái đề thi nó dễ đi á, thì và nó không có tính sàng lọc cao á, thì làm cho các trường đại học rất khó cho việc chọn được cái thí sinh trúng tuyển, thí sinh chất lượng. Chính vì vậy mà hầu hết các trường, không riêng gì của Đại học Công nghiệp, là sẽ giảm cái tỷ lệ phần trăm xét tuyển dành cho phương thức này. Và một số trường thì có dự kiến tổ chức kỳ thi riêng. Tuy nhiên chúng tôi thì về mặt khả năng tổ chức thì chúng tôi vẫn làm được, nhưng mà làm như thế thì sẽ tốn kém rất nhiều cho từ phía thí sinh cũng như là phía xã hội. Chính vì vậy nhà trường chỉ mở rộng cái chỉ tiêu dành cho các phương thức khác, ví dụ xét học bạ, xét của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, còn xét bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ giảm đi cái chỉ tiêu của nó. Trước đây thì trường cũng có 4 cái phương thức, thì trong đó cái chỉ tiêu cũng lớn nhất là khoảng 50% là dành cho cái phương thức xét tuyển kỳ thi trung học quốc gia. Thì nếu như với cái phương thức mà kỳ thi trung học quốc gia năm nay thì nhà trường chắc là cũng sẽ phải cân đối lại còn 3 phương thức tuyển sinh còn lại. Thứ nhất là cái phương thức đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là cái phương thức do mình tự tổ chức một cái kỳ thi riêng. Và cái thứ ba là cái phương thức xét tuyển đại học bạ năm lớp 12 của các em. Về cái phương thức mà tự tổ chức một cái kỳ thi riêng của trường thì có thể là mình sẽ điều chỉnh cái chỉ tiêu tương đối nhiều một chút để cũng đảm bảo được cái chuẩn đầu vào.
Còn không ít những băn khoăn khác không chỉ liên quan đến việc các trường sẽ thi những môn gì, để thi ra sao, trắc nghiệm hay là tự luận, mà còn liên quan đến việc tổ chức tuyển sinh nữa. Làm thế nào để thời gian tuyển sinh của các trường được bố trí phù hợp, giúp các em muốn thi vào một số trường mà không bị trùng lắp về mặt thời gian? Liệu việc các trường tự tổ chức thi có dẫn đến việc là học sinh rồi phụ huynh lại đổ về các thành phố lớn tốn kém vất vả và gây ra nhiều xáo trộn về giao thông, về nơi ăn chốn ở hay không? Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ đóng vai trò điều phối ra sao để hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng, các em học sinh và các bậc phụ huynh nữa? Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục bám sát thông tin này để truyền tải tới cho các em.